Nhà đất Nam Đài xin kính chào quý anh chị ạ. Hôm nay nhà đất đăng tải lên một mảnh vườn ở tại xã A Là Bá, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai nhé quý anh chị. Và đây, trước màn hình quý anh chị đây là con đường dầu liên xã đây ạ. Từ vị trí đây chúng ta về tới con đường liên huyện bán kính trong vòng khoảng 2 cây số đổ lại nhé quý anh chị, 2 cây số đổ lại. Và về tới trung tâm Ủy ban nhân dân huyện Chư Sê, trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3 thì bán kính trong vòng khoảng 5 cây số thôi nhé quý anh chị, chỉ 5 cây số thôi ạ. Một lô đất của huyện Chư Sê nhé quý anh chị. Và theo cái đường này chúng ta cũng ra ngay ở đây có một ủy ban dân xã, trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3, chợ thì bán kính trong vòng khoảng cỡ tầm 2,5 cây số. Và đây là khu dân cư ở đây hết đây ạ. Đây là con đường dầu nhé quý anh chị nhá. Phải nói một lô đất hôm nay nhà đất đăng tải lên để bán cho quý anh chị nhà đầu tư sinh lời thì rất chi là hợp lý ạ. Tiềm năng ạ. Với tổng diện tích hôm nay nhà đất đăng tải lên trên bìa đỏ là 1 hec mốt cho quý anh chị. Đất chúng ta đất bằng đây ạ. Trong đó gia chủ trồng toàn bộ cà phê giống mới TL4 đây ạ. Quý anh chị thấy lô đất chúng ta đây ạ. Điều đặc biệt lô đất chúng ta có mặt tiền dầu đây là 180m nha quý anh chị nhá. Phải nói một lô đất đầy tiềm năng cho quý anh chị nhà đầu tư. 180m con đường dầu đây. Chạy vòng quanh cái lô đất chúng ta là 180m. Phải nói là một lô đất đẹp nha quý anh chị. Trong đó có 1.000 cây cà phê và 400 chủ tiêu vẫn còn đang được thu nha quý anh chị. Tí nhà đất sẽ vào quay cụ thể chi tiết cho quý anh chị tham khảo. Và đất chúng ta cách lô đất chúng ta khoảng 500m thì có một cái suối lớn nhá. Và hiện tại là gia chủ có điện ba pha và đào giếng tưới nước là thoải mái đây. Quý anh chị nhìn cây cà đây là quý anh chị thấy là cái nguồn nước nó đủ thế nào ạ. Đó, phải nói một lô đất này trải dài theo mặt đường dầu đây là 180m nha quý anh chị. Toàn bộ giống mới cà tơ. Bắt đầu kinh doanh vào năm thứ 5, thứ 6 ạ. Đó, quý anh chị thấy cái vườn cà đây ạ. Bằng đẹp, cà đã được tưới nước ra hoa hết rồi ạ. Phải nói một lô đất đẹp cho quý anh chị nhà đầu tư sinh lời. Với lô đất này chúng ta có thể phân lô bán nền được nhé quý anh chị nhé. Đó. Theo hướng này chúng ta về tới bờ Pleiku Gia Lai chỉ khoảng 30 cây số đổ lại thôi nhé quý anh chị. Thẳng con đường này luôn, chúng ta về tới thành phố Pleiku Gia Lai được ạ. Đó, quý anh chị thấy một lô đất đấy ạ, quá là đẹp luôn. Gia chủ cũng vì một lý do kinh tế trong gia đình cũng nhờ nhà đất đăng tải lên để bán cho quý anh chị với cái giá rất chi là hợp lý ạ. Để nhà đất nhắc lại là tổng diện tích trên bìa đỏ là 1 hec mốt. Trong đó có 1.000 cây cà phê, toàn bộ giống mới TR4 và 400 trụ tiêu. Và có mặt đường dầu đây ôm trọn cái dãy chúng ta là 180m nha quý anh chị. Và đây ạ, bây giờ nhà đất đi vào cái vườn cà của chúng ta để quay cho quý anh chị tham khảo đây ạ. Nhà đất cũng không ngờ gia chủ đưa ra một cái giá với lô đất này, khu vực đây. Để nhà đất nhắc lại, từ vị trí đây chúng ta về tới trung tâm ủy ban dân huyện Chư Sê chỉ bán kính loanh quanh trong vòng 5 cây số thôi ạ. Đây là con đường gia chủ mở đấy đi vào cái vườn chúng ta để làm đấy ạ. Đấy, cà phê thì bao đẹp cho quý anh chị luôn. Toàn bộ giống mới TR4 bắt đầu thu kinh doanh vào năm thứ 5, thứ 6 nha quý anh chị nhé. Với cái giá gia chủ đưa ra là 1 tỷ 450 triệu nha quý anh chị. Chỉ 1 tỷ 450 triệu thôi ạ. Một lô đất đầy tiềm năng cho quý anh chị nhà đầu tư sinh lời hoặc về đây làm ăn kinh tế. Đó, cà phê này bắt đầu ra hoa ra trái đây ạ. Quý anh chị thấy đây ạ. Đất chúng ta bằng đẹp luôn. Đất chúng ta là đất màu đất đỏ đen nhé quý anh chị. Không phải là đất đỏ ba gian. Với chất đất đỏ đen. Tuyệt đối không có đá sỏi gì nhá. Đó, quý anh chị thấy màu đất này. Với chất đất này chúng ta trồng thì hợp với cây cát trái. Và cây cà phê rất chi là đẹp đấy ạ. Đó, đây là cái bờ lô đất chúng ta gia chủ mở để được lấy đường đi làm đây ạ. Đó, cà phê đây ạ. Cà phê bao đẹp cho quý anh chị luôn. Phải nói một lô đất cà phê đẹp. Đây tiêu ạ. Còn trên dưới 400 trụ tiêu thế này nhé quý anh chị. Tiêu còn đẹp nhá. Tiêu trồng xen canh với cà bằng cây
cây trụ sống nhá, cây keo nhá quý chị. Trời ơi tiêu quá đẹp luôn. Cà phê thì bao đẹp cho quý anh chị luôn, cà phê thì khỏi bàn luôn. Đấy, gia chủ đang hái tiêu đấy ạ. Đấy, trái tiêu đấy ạ. Cái vườn tiêu này thì gia chủ xin là hái lại xong rồi bán nhá. Đây, cà phê đấy ạ, bao đẹp cho quý anh chị luôn, quá chi là đẹp luôn. Đất bằng. Nếu đường chim bay này chúng ta về tới huyện Chư Sê chỉ bán kính trong vòng 3 cây số thôi ạ. Một nô đất đẹp với nền đất bằng, bằng tuyệt đối bằng luôn nha quý anh chị, không có độ dốc một tí nào luôn. Đó. Quý anh chị thấy đấy ạ. Khu dân cư thì ở xung quanh chúng ta. Tí nhà đất sẽ bay live cam cho quý anh chị tham khảo khu dân cư và đường đi nối lại vị trí nô đất của chúng ta. Nó tiện ích thế nào ạ? Cà phê là bao đẹp cho quý anh chị luôn nhá. Quý anh chị là quan tâm tới lô đất thì liên hệ ngay với nhà đất. Số điện thoại trên màn hình là 0975 582 442 để nhà đất tư vấn và đưa quý anh chị trực tiếp về đây để chúng ta xem lô đất này ạ. Một lô đất đẹp, cà phê tư. Với cái giá gia chủ đưa ra quá chi là rẻ luôn ạ, cần bán để trả nợ ngân hàng nhé quý anh chị nhé. Đưa ra một giá rất chi là hợp lý cho quý anh chị. Cà phê ạ. Ống thì được gia chủ chôn toàn bộ xung quanh vườn rồi. Chúng ta chỉ cần có một cái cuộn ống mềm thôi là chúng ta tưới thôi ạ. Quý chị là quan tâm tới lô đất đây thì liên hệ ngay với nhà đất để chúng ta chốt lô đất này ngay ạ. Một lô đất ngay khu dân cư và có cái chiều mặt đường của đường dầu tới 180m nha quý anh chị nhá. Để quý anh chị đầu tư sinh lời thì lô này rất chi là tiềm năng nhé quý anh chị. Rồi, nhà đất xin tạm dừng video đây ạ. Quý anh chị là quan tâm tới lô đất đây thì liên hệ ngay với nhà đất. Số điện thoại màn hình là 0975 582 442 để nhà đất tư vấn và chụp bìa đỏ pháp lý cho quý anh chị tham khảo ạ. Nhà đất xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở video sau ạ. Xin chân thành cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi ạ. Và xin mời quý anh chị tiếp tục đăng ký kênh của nhà đất để được tham khảo những video mới nhất nhà đất đăng tải lên. Nhà đất xin chào và hẹn gặp lại.